tay bên em nó là một trái. Cái này cũng hơi căng bớt. Không không, không căng đâu. Về tự động khô, khô lành. Nói chung hạn chế dùng xà phòng vô ngày đầu, hai ngày đầu thôi. Ví dụ mình dùng serum mặt đồ là không được thôi, chứ đụng nước được nha. Xà phòng như gội đầu đồ là, ví dụ ngày nay là khó khăn này, ngày mai vô tư. Ví dụ mình gội đầu thì mai gội được, chứ trừ gội sợ nó lâu lành thôi chứ không có vấn đề gì. Chờ nặng là sẽ không đủ. Đi nè. Đi từ từ. Đóng phim sợ khó. Không thành. Nhẹ nhàng tình cảm. Không có má sướng gì sợ. Đạo bên hàng các bạn cũng cũng nghiêm khắc, hiện hàng theo đạo các bạn, theo vì sợ chứ. Theo á. Mình nó nhỏ mình thôi. Thấy hơn. Mình nó nhỏ mình là đi xin tội biết đâu. Như tôi. Như tôi là không theo gì hết cho khỏe. Chị là theo tâm. Sống đúng là được. Thì mình theo đạo cũng rất là đúng. Chủ yếu cũng phải sống đúng chứ. Nhưng sống xài cũng như nhiều người như ăn chay niệm Phật á. Lợi dụng nhiều lắm. Nhưng mà nghiệp, cái nó nghiệp ghê lắm. Chúng ta lợi dụng cái ngữ. Chúng ta nó quật ghê lắm nè. Nếu mình lợi dụng mà mình làm chi cho bản thân mình là sao đi nè. Trả giá thôi. Chị thấy đời nên rồi. Kiếp sao rồi. Chị em thấy trả nhanh luôn á. Thiệt luôn. Trời em thấy luôn. Kinh sốt. Đừng sống áp, sống áp. Người ta phải muốn sống áp được nhiều. Cái tính họ đó là sống được chứ phải là phải ai cũng sống áp, muốn sống được đâu. Mình ngăn áp cái nỗi. Sợ thế mà. Liên thôi, bỏ đi yên. Ta còn áp được không mày chịu. Áp không đâu nói tới. Nó nói không để thấy người đó ngáy rồi ra áp. Đúng là mẫu người. Mà tự nhiên mình nói xong mà tự nhiên mình không đã kiểu dạng em thổn thức. Không ra lẹ đâu. Thôi bà lại bị hư cái vòi rồi. Này mình áp đâu. Nó có nhiều người họ ác thiệt tình luôn ấy. Không hiểu. Mình không thể tưởng tượng được, mình nghĩ giống như trong phim luôn ấy. Chù. Nhiều người ác hơn phim nữa. Cái bên nhà em gì kìa. Gia đình ăn rồi quánh bà
Bà con dâu mà nó em chồng em biết gì mẹ chồng cho chồng chi cô quýnh hết trơn. Chị ra trời. Nhưng mà mấy người nó cũng có nghiệp sao? Rất sao gì? Nghiệp của trả nó chị hồi xưa áo quá chị. Chị đó. Nó không có người bên nhà em là kiểu sống mãi quá chị đó. Đợi vay trả mà lo chị. Chiếu trả nhanh luôn. Nè như thằng bước qua nó cũng có nó. Ví dụ như họ cái năm mình xui nhưng mà thật ra chị sống nó là không lướt cho mình. Mình sống mình đi làm những việc thiện đồ hoặc là mình làm mình sống tốt quá kìa. Tự nhiên những người nó họ lại kiểu những người mà mình đối xử họ tốt á là họ giống như họ ái cho mình á, họ cầu nguyện cho mình á. Chứ đừng để họ rủa à, họ rủa là mình cũng bị đó. Thôi mà nói chung mình cứ sống tốt đi. Đừng có ác rồi đó. Đừng ác. Không em. Để ra cho anh ấy em. Để cho anh... Có ai đó không? Thôi từ từ cũng được. Để tại vì cái ni máu lâu ấy lắm. Để anh nằm nghỉ xíu với anh đi ra đường máu chảy ra nó không ghê. Ta tiêu qua cái mũi ta làm chưa? Chưa làm mũi. Không đủ cũng kệ, mà đủ cũng kệ. Nên nó đỡ ồn ào, đỡ vô đó. Mai trời đó, đi ngủ rồi. Chuẩn bị kéo lại chứ. Vui gì? Anh Bi thì nó nghe chú ơi vui. Nên về tỉnh lòng. À ba mày có đi nữa không ba mày? Không. Hả? Ừ, thôi. Ý là đi ví dụ đi mấy ngày? 3 ngày. 3 ngày. Khi mua đi, ví dụ đi. À, rồi thôi bỏ đi. Đi đi. Nhưng mà có mấy đứa thì đi không? Hỷ rồi, hỷ kèo rồi. Hả? Đi chơi đi rồi. Về đi rồi bữa tôi đi. Ngô quá ở nhà tôi đi. Phải có người ở nhà trông con. Ông đi đường tôi đi nẻo đi cho mau vào. Mà để biết đi đâu. Nói trời thôi chứ chị nhiều nơi để đi. Công việc nó lo vậy. Không đi được. Ví dụ như chị đi mình vừa đi chơi vừa đi công việc thì chị đi. Ví dụ cũng giúp ích cho chị về cái chi đó thì chị đi. Hoặc là đi răng có tiền thì chị đi. Có tiền không có gì. À thôi đi tốn tiền không đi. Chị ngồi rảnh không bi chị không chịu được đấy. Chị là tính chị là không yên. Em hiểu không? Chị là làm
bay nhảy phải làm, làm chỗ chị thấy chị phí cái thời gian của chị lắm. Chị thấy kiểu như là thời gian thâu và thấy vô nghĩa kìa, nó không được, phải làm gì đó. Vậy mới thấy ngày mùa ế là tôi tiếc, em biết ngày nên mình làm đây làm kia ha. Nó tính hơn đứa em ơi, vẫn không bao giờ đầu hàng. Giàu thiệt mà em, yeah, không phải giàu nhưng mà mình phải xiên. Không làm đây mình phải, ví dụ chị nhát là do đây, ủa có người thì chị phải nhát thôi chứ đang chờ. Dù có mấy đứa rồi tự nhiên ta đã làm nó trong mày để trong làm bớt chứ. Ngày sướng được mùa sướng nhé, còn mà không hả, ta làm hơn trâu nữa. Bởi nhiều khi mấy đứa thấy chị là không có việc, chị làm mấy nó gọm nậu mấy đứa này. Mấy bữa thấy ta rửa chén, thôi tháng chén làm gì ghê đó, rửa có mấy cái rửa mòn. Xưa ra đợi mình biết mà. Thiệt quá. Trời, mình có chi mình nói. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ lại, nhiều khi hoàn cảnh nó cũng rất mình. Đúng rồi em, ví dụ khi mà em từ khổ sướng thì cũng được, chứ còn từ sướng thì khổ là không chịu được. Khổ cái động lực khoảng cao hơn. Đúng rồi. Đủ giờ chưa? Đủ chứ. Đi vô biết bóp. Nào, biết bóp đi, để biết bóp. Được rồi.